cái cho con nhôm chạy trước nha anh em. Đây. À, con nhôm nó sẽ là 4,3 A ha. 4,3 A chạy cũng khá là em, 24 này, trọng lượng bản thân là 16,5 kg nha anh em. Đấy, con khá sẽ tắt nè. Cho con gan chạy nha anh em. Dòng này chạy khá là em nha anh em. Lỗi đồng 100%. Đấy, con này thì nó lăn đạp 3,1 A ha. 3 A ha. À, anh em ơi, 3,1 3 A đó, thì ampe tối đa nó là 10 A này anh em. Tối đa nó là 10 A. Trọng lượng bản thân thì nặng 20-15 kg anh em. À, về giá là 2,35 triệu anh em ơi. Tất cả anh em đến với kênh motor điện Toàn Phát Văn Thái nha anh em. Thì hôm nay Văn Thái sẽ review và báo giá hai con motor của Toàn Phát anh em. Motor 1,5 kW, 2 HP, 2 ngựa nha anh em. Và một con là vỏ vỏ nhôm này anh em, dây đồng 100%, một con là vỏ gan nha anh em. Quan Thái test cho anh em mình xem cho vui nhé anh em. Là Quan Thái báo giá luôn nhé. Test này anh em. Thì hai con đang chạy với chiều phải cái động cơ này anh em. Thì hai con nó đang chạy là test anh em, là chưa có tải ha, là 7,8 A nha anh em. Đấy, 7,8 A này. Thì hai con nó chạy khá là em nha anh em. Con này là vỏ gan này, giá là 2,35 triệu nha anh em. Vỏ gan này. 1,5 kg 2 ngựa ha. Anh em ha, dây đồng 100%, motor Toàn Phát vỏ gan 2,35 triệu, tua 1,400 nha anh em. Ampe tối đa nó là 10 A nha anh em. Tua 1,400 này anh em ha. Và đặc biệt bên Toàn Phát là vỏ gan hoặc vỏ nhôm đều là dùng bi là NSK của Nhật nha anh em. Này là cao khía ha, đang chạy khá là êm nha anh em. Còn con này là vỏ nhôm này anh em, dây đồng 100%, vỏ nhôm 1,5 kg 2 ngựa ha. Giá là 1,9 triệu 3 vận chuyển nha anh em. Thì Quang Thái sẽ tặng cho anh em mình một khúc dây điện cho vui ha. Thì hai con này thì Quang Thái cũng có test cho một anh Hùng ở Tiền Giang. Đó, thì con 2,350 này. Và anh Tài ở Hậu Giang này anh em. Đó, thì con này là 1,9 triệu. Nhu cầu của anh thì của anh Tài thì anh dùng vỏ nhôm ha. Còn anh Hùng ở Tiền Giang thì dùng vỏ gan anh em ha. Đó, thì chất lượng như nhau anh em, nhưng mà nó đắt tiền hơn trên giá trên lệch là cái cấu tạo của vỏ nha anh em. Còn cả hai đều là một nhà máy thì chất lượng như nhau anh em. Cốt trục là 24 này. Bi là bi NSK của Nhật này. Lỗi đồng 100%, bảo hành 6 tháng, lỗi đổi mới nha anh em. Dòng nào cũng vậy hết anh em ơi. Đấy, thì Quảng Thái sẽ test một con ha. Test cho chị một con ha. Cho cái con nhôm nghỉ đi, con gan chạy trước nha anh em. Test nha anh em. Xin lỗi anh em, cái cho con nhôm chạy trước nha anh em. Đây. Con nhôm nó sẽ là 4,3 A ha. 4,3 A chạy cũng khá là em, 24 này, trọng lượng bản thân là 16,5 kg nha anh em. Đấy, con khá sẽ tắt nè. Cho con gan chạy nha anh em. Dòng này chạy khá là em nha anh em. Lỗi đồng 100%. Đấy, con này thì nó lăn đạp 3,1 A ha. 3 A ha. Anh em ơi, 3,1 3 A. Đó, thì ampe tối đa nó là 10 A này anh em. Ampe tối đa nó là 10 A. Trọng lượng bản thân thì nặng 20-15 kg anh em. Về giá là 2,350 triệu anh em ơi. Chạy cũng khá là em ha. Anh em ơi, anh em có cảm nhận là xét rồi này. Xét mít rồi này anh em. Thì motor thì motor lỗi đồng 100%, bảo hành 6 tháng lỗi đổi mới nha anh em. Chạy khá là em ha. Lỗi đồng 100%, nó có lắp giải nhiệt này nè. Quang Thái game hai con chạy cho vui ha. Thì motor 1,5 kg 2 ngựa nè. Vỏ nhôm thì 1,9 triệu 3 vận chuyển anh em ha. Còn vỏ gan thì 2,350 triệu 3 vận chuyển, cũng là 1,5 kg 2 ngựa luôn. Motor lỗi đồng 100%, bảo hành 6 tháng lỗi đổi mới. Cốt trục 24 nha anh em, cốt trục 24 ha. Anh em ha. Có khía giải nhiệt này, bên này cũng có khía giải nhiệt này, giải nhiệt rất là tốt ha. Motor Toàn Phát thì được thành lập cũng khá là lâu đời rồi anh em. Theo Quang Thái tìm hiểu thì Toàn Phát được xây dựng nhà máy thì từ những năm 2002, thì tính đến đây cũng là 21-22 năm rồi anh em. Đó, xuất xứ của nhà máy ha anh em ha. Quốc lộ 5, khu công nghiệp Vĩnh Hưng, Bình Giang, Hải Dương nha anh em. Dòng này cũng là dây đồng Hàn Quốc, công nghệ Nhật này. Công nghệ Nhật này, dây đồng Hàn Quốc này. Đầu hàng Hàn Quốc là dây đồng tốt nha anh em. Đây thì làm trong cái môi trường khắc nghiệt,
đó, giờ thì làm xuyên suốt được nha anh em, dây đồng Hàn Quốc này rất là được, được đạt tiêu chuẩn rất là tốt anh em ha. Đấy. À, thì motor tổng phát thì nó có hai dòng cho anh em mình lựa chọn ha, à, vỏ nhôm hoặc là vỏ gan, à, thì anh em mình lựa chọn tùy theo nhu cầu anh em mình mong muốn ha. À, về lỗi đồng là 100%, bảo hành 6 tháng lỗi đổi mới nha anh em. Motor tổng phát hàng Việt Nam chất lượng cao, bảo hành 6 tháng lỗi đổi mới nha anh em. Đấy, thì motor này là motor 2 ngựa 1,5 kg, à, motor hàng Việt Nam chất lượng cao. Con chào Thái cũng xin dừng clip ở đây. Chào thân ái anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những clip lần nhất. Chào thân ái anh em. Hẹn gặp lại anh em trong những clip lần nhất.